Uno ở đây giờ thì phiền phức. Cô muốn làm gì, anh muốn làm gì thì có. Cô hãy nói tôi biết những chuyện mà cô, nếu không chúng ta sẽ trúng bẫy của Ono. Anh nói những nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Kết quả thì sao? Chúng ta suýt chút nữa. Sự an toàn của tôi là chuyện nhỏ, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện. Cô bắt buộc phải nói cho tôi biết. Nếu không thì chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nói cho cô biết, Ono hắn rất thông minh, chắc chắn hắn đã tính toán rất nhiều. Tôi cũng nói cho anh biết, mỗi một chuyện tiếp theo đều phải do tôi quyết. Tôi biết Ono thích cô, nhưng mà cô đấu không lại hắn. Là khách hàng tới đây ngày hôm nay, ngươi có thể đi. Vâng vâng. Triệu Tuyền Kỳ lại dám trốn trong quán trà đối diện, diễn lại trò cũ. Lần trước lúc bắt cóc Tứ Xuyên, hắn ta trốn ở Thúy Hồng Lâu kế bên Bộ Tư lệnh. Tất cả đã rõ ràng. Xe hơi là do người tiếp nhận cho nổ, để chuyển dời sự chú ý của chúng ta. Cố ý thả Triệu Tuyền Kỳ đi. Người cho nổ xe hơi sao lại biết Bác Lộ gặp nguy hiểm? Là do tôi đã sơ ý. Bức tranh ngày hôm đó bị người khác trong Bộ Tư lệnh nhìn thấy. Trong Bộ Tư lệnh quả nhiên có tai mắt của quân Bác Lộ. Anh nói tai mắt của Bác Lộ là người Nhật. Đánh cũng đánh rồi, tức giận cũng xả rồi. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết rồi chứ? Nếu như anh muốn biết, tôi vẫn muốn cho anh thêm một bạt tai. Cô ghét tôi tới như vậy à? Là hận. Không sai, vết thương trên đầu cô là do tôi gây ra. Tôi xin lỗi rồi, cô cũng chấp nhận rồi. Sao vậy, hối hận rồi à? Muốn tính toán nợ cũ. Được đợi sau khi về núi, tôi sẽ chuẩn bị cho một cái gậy thật to. Khi nào cô đánh gãy nó thì coi như hết giận. Vậy được chưa? Tiêu Trúc hy sinh vì Triệu Truyền Kỳ. Người đều chết rồi, còn có thể sống lại không? Có phải cô vì chuyện ngày hôm nay bị dọa tới nỗi hồn vía đều bay hết? Cái gì mà sống hay chết, đầu có rơi có là gì chứ? Ứng lại 18 năm sau lại là một hảo hán. Anh nói rất hay. Thử ném đầu xuống đất rồi ứng lên lại xem. Tôi không rảnh, không có thời gian nói nhảm với cô. Cô nói tôi biết, người cứu tôi rốt cuộc là ai. Tôi sẽ không nói cho anh biết. Những chuyện tiếp theo đều do tôi quyết. Cô bắt buộc phải nói cho tôi. Bắt buộc phải nói cho tôi biết. Biết anh làm cái gì vậy? Xin lỗi. Sớm muộn gì cũng sẽ biết, tôi có thể nói cho anh biết. Đặng Thái Nguyên phát hiện một tai mắt ở trong Bộ Tư lệnh. Tai mắt này là người Nhật Bản. Tôi chỉ biết bao nhiêu người Nhật lại chịu làm việc cho chúng ta. Tổ chức hao tâm tốn sức sắp xếp cho anh đến Thái Nguyên chính là muốn anh và người này gặp mặt, dùng sự thật để nói cho anh biết, để anh hiểu một đạo lý. Kẻ địch chân chính của quân Bắc Lộ không phải một binh lính Nhật Bản cụ thể. Vậy thì là ai? Cái này thì tự mình anh lĩnh ngộ. Tướng quân, xin ngài hãy quan sát kỹ 8 người có tên trong danh sách. Lý do gì chắc chắn là bọn họ, người thân của họ từng bị quân Bắc Lộ bắt làm tù binh, có thể loại trừ Nakamura. Nửa năm trước cậu ta đã tự tay kết liễu tính mạng của người anh bị bắt của cậu ta. Tôi lại cho rằng anh ta là người đáng nghi nhất, bởi vì trong 8 người này, quân hàm của anh ta thấp nhất thiếu úy. Nhưng mà chức vụ của anh ta lại vô cùng đặc biệt. Mọi việc sửa chữa và bảo trì thiết bị thông tin trong Bộ Tư lệnh đều do anh ta quản. Cũng tức là anh ta có thể thâm nhập vào bất cứ phòng điện thoại trong Bộ Tư lệnh.
Tôi có thể cược với cậu. Nakamura tuyệt đối không làm tai mắt cho bác lộ. Tôi có thể lấy bức tranh cạnh núi tuyết Toyama để cược. Rất xin lỗi, tôi không có gì để cược. Không, cậu có. Nếu cậu thua thì rời khỏi Đông Phần, trở lại bên cạnh tôi. Tôi nói với cô nhiều như vậy, rốt cuộc cô có hiểu không? Hiểu rồi. Chúng ta cài tai mắt vào bộ tư lệnh của cô, có thể đã bị Ono phát hiện. Đúng. Nhưng mà tôi cũng nói rõ với anh, chúng ta không phải lấy được tình báo, hơn nữa còn không được để cho người đó bại lộ. Thì kêu họ để tình báo tại địa điểm chỉ định, sau đó chúng ta tới lấy không phải được rồi à? Không được, tiệm tạp hóa bị phá hỏng. Chúng ta sử dụng phương thức liên lạc dự phòng. Theo như sắp xếp trước đó, chúng ta phải bắt buộc gặp mặt tai mắt, xác nhận thân phận của hai bên thông qua ám ngữ. Chị hai à, vừa cái này lại vừa cái kia, có cần phải làm phức tạp như vậy không? Đúng, công việc tình báo không được buông lỏng. Trạm ngầm ở Thái Nguyên bị phá hoại, tôi không biết bị phá hủy tới mức nào. Tôi không dám tùy tiện dùng cách thức trước đây. Một khi kẻ địch nắm cách thức của chúng ta, thì tình báo của chúng ta sẽ là giả, hậu quả sẽ khó lường. Điều này đúng là tôi không ngờ tới. Ngày mai bắt buộc phải gặp tình báo. Được, nhưng mà lần này cô cũng nên nghe ý này của tôi. Dùng cách của tôi một lần có được không? Được rồi, làm theo lời của anh. Cái thuốc này có tác dụng không? Lần trước tới thành Thái Nguyên, lúc bắt cóc tên giặc Tứ Xuyên kia, đã dùng một lần. Cô cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi mua thuốc được chứ? Đây là kho thuốc của bố tôi, thuốc gì cũng có. Đứng lại. Làm gì vậy, qua đây kiểm tra. Bánh nướng mới ra lò đây. Bánh nướng vừa thơm vừa giòn đây. Ngoài giòn trong mềm. Bánh nướng cái này bán làm sao? 5 hào. Không phải chứ, sao lại mắc như vậy? Có thể rẻ một chút không? Không được. Không thể rẻ hơn à? Thật sự không được, không mua nữa, không mua thì thôi. Bánh nướng mới ra lò. Ngoài giòn trong mềm. Vừa thơm vừa ngon đây. Đại nhân, tối hôm qua, dẫn người bí mật đi rà soát tất cả nhà trọ ở Thái Nguyên, không phát hiện ra hai người đó. Vất vả cho cậu. Nhiệm vụ ngày hôm nay là theo dõi sát sâu 8 người trong danh sách. Đại nhân, bọn họ đều là người của Hoàng quân mà. Nhớ lấy, đặc biệt là Nakamaru. Người có rận à, sao mà động đậy hoài vậy? Mấy câu tiếng Nhật anh nhớ hết chưa? Nhớ hết rồi, cô yên tâm đi. Là anh à? Gần đây sao rồi? Bố trí chiến lược lần này rất quan trọng. Phía bên bộ tư lệnh gần đây có chỉ thị. Dạ phải. Kêu chúng ta tăng cường cảnh giác. Nakamaru, vâng ngài Ono. Tôi phải về Đông Phần một chuyến. Phiền anh chuẩn bị một vài tư liệu điện thoại. Ở đó có những thứ này sẽ quý giá hơn vàng. Lúc nào thì ngài cần tới, càng nhanh càng tốt. Được vậy, tôi tắm xong sẽ làm cho ngài ngay. Còn cần đi tắm à, một mình? Dạ không, có người đi cùng. Xung quanh đó sao rồi? Rất tốt, giống y như ở Tokyo. Nếu như thời gian cho phép, tôi khuyên ngài Ono cũng đi thử đi. Ở đó ngài có thể tìm lại được cảm giác về Tokyo. Công việc bận rộn, hai người đi đi. Vâng. À,
Thực sự là quỳ không nổi nữa. Đám giặc này không sợ gót chân của mình bị dính vào mông sao? Người Hán Đường đều quỳ như vậy, sau này mới truyền tới Nhật Bản. Đám giặc này trước đây ngay cả ngồi cũng không biết. Nhìn bây giờ chúng giữ võ dương oai, đúng là tự coi mình là trung tâm. Mời dùng. Tôi phải với chồng phải nói không gọi thì cô đừng vào. Vâng. Sao anh lại căng thẳng như vậy? Cô có thể ra ngoài rồi. Dạ. Cái gì vậy? Cây chết tôi mất. Anh đã ăn phải mù tạt. Mù tạt à? Gia vị sao mang lên cùng với cơm chứ? Anh ăn yên lặng một chút cho tôi. Không được nói một chữ nào nữa. Ngài Nakamaru và Hiroji tắm xong thì tới một quán ăn Nhật Bản. Chính là quán mà đại nhân ở bộ tư lệnh thường tới. Lúc anh ta tắm có tiếp xúc với ai không? Dạ không có, người của tôi vẫn luôn theo dõi. Nakamaru và Hiroji vẫn luôn ở cùng nhau. Cái này thì tôi biết. Được rồi, các cậu cũng đi ăn đi. Dạ dạ. Anh là bạn thân nhất của tôi uống. Được rồi, nào rót đầy ly. U ông. Hiroji. Hiroji sao mới có mấy ly mà đã say rồi? Hiroji, Hiroji. A Tô dưới núi thôn hoang vắng, ánh chiều về buông chim về tổ. Đá trời không dứt mưa như sương, tiếng chuông vang vọng từ chốn xa. Sao hai người biết tôi có khả năng giám sát? Chúng tôi có một đồng chí từng quen biết Ono, biết được phong cách của hắn. Hôm qua là anh cứu chúng tôi, lúc đó tình huống khẩn cấp, tôi chỉ có thể hành động. Đây là kế hoạch của lữ đoàn Tanabe. Hoàn cảnh của anh bây giờ vô cùng nguy hiểm. Hãy mau quay về với chúng tôi. Không, trạm liên lạc đã bị hủy. Tôi bắt buộc phải ở lại. Hãy chuyển lời về giúp tôi. Sau này hãy thông qua ông Dương ở công ty đèn điện. Được. Sau này sẽ liên hệ với anh. Thông qua ông Dương. Ngài Ono, tôi đã nói với tài xế, một tiếng sau sẽ tới đón ngài, mời ngài. Đừng cản đường đại nhân. Mời. Mời. Tránh ra làm gì vậy? Hai người quả nhiên là đang... Lần này tao nhất định sẽ giết chết mày. Mấy người là ai? Người Trung Quốc. Tôi tới đây là để giúp nhà bếp. Là ngươi. Bỏ súng xuống, các người chạy không thoát đâu. Người chạy không thoát là người. Đây là Trung Quốc thành Thái Nguyên.
Ông đây muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lên lầu, được. Mau vào phòng. Đi mau. Nakamura, chúng ta cùng đi. Mau lên, còn chậm trễ là không ai thoát. Đi đi. Còn ngây ra làm gì? Đi mau, đi đi. Đi mau lên. Đi. Ngươi cho rằng có thể thoát khỏi thành Thái Nguyên à? Chỉ cần nổ một tiếng súng, toàn thành phố sẽ giới nghiêm. Bọn họ có thể rời khỏi Thái Nguyên hay không tôi không biết, nhưng mà ngươi chắc chắn sẽ không thể nào sống sót. Đóng chặt cổng thành, chặn tất cả mọi người lại. Mau chạy. Khốn kiếp. Chạy đi. Thả tôi xuống, anh mau cầm cuộn băng. Tôi đi đi, để tôi yểm hộ cho. Tôi mặc kimono, không đi nhanh được. Anh đi đi, tôi yểm hộ. Mau đi cùng tôi, bỏ tôi ra. Đàn ông núi Phần Lưu dù có mất mạng cũng không bỏ mặc vợ. Cô đừng hiểu lầm, ý tôi nói là phụ nữ. DSA là lúc nào còn đàn ông cái gì nữa.
Mau đưa súng cho tôi. Tại sao vậy? Khả năng bắn súng của cô tự sát thì không sao, chứ không thể bắn trúng kẻ địch. Đi. Tôi nói rồi, tôi mặc kimono. Không đi, anh đi đi. Đã là lúc nào rồi, sắp mất mạng rồi. Còn cãi nhau à? Mau mau lên đi. Chờ đã. Tại sao bọn giặc không nổ súng? Đi mau là súng máy. Chạy mau. Không phải cô nói có người tiếp ứng à? Chạy đi đâu rồi, đi xem trộm con gái người ta tắm à? Như vậy mà chạy chậm một chút thôi là mạng của ông đây cũng chẳng còn. Tôi có thể xác định kế hoạch tác chiến của Nakamura cướp mất. Báo cáo tướng quân Tanabe, tướng quân Tada, kế hoạch tác chiến vẫn nằm trong két bảo hiểm. Tướng quân Tanabe, điều này không thể đảm bảo rằng Nakamura không lấy trộm kế hoạch, hoặc là có thể chuyện này là âm mưu của đảng Cộng sản. Quân Bắc Lộ vô cùng xảo quyệt, kẻ làm binh cũng rất gian trá. Tướng quân Tanabe nói đúng, quân Bắc Lộ giả vờ lấy trộm kế hoạch tác chiến của chúng để ép chúng ta vội vàng thay đổi kế hoạch. Kế hoạch tác chiến thay đổi một cách chắn sẽ có sơ hở. Đây chính là âm mưu thực sự. Đúng, dù quân Bắc Lộ có trộm được kế hoạch, có bố trí bao vây, thì máy bay của đế quốc nhất định sẽ cho nổ tung tất cả bọn chúng. Tôi kiên quyết không thay đổi kế hoạch ban đầu. Vâng. Nakamura DXA bị bọn giặc có thay đổi kế hoạch. Theo như tin tức anh ấy truyền về, thì lữ đoàn trưởng Tanabe vô cùng ngạo mạn, chưa từng thua trận nào. Thế nên lần này, khả năng hắn thay đổi kế hoạch tác chiến là rất nhỏ. Thực ra thì Tanabe sẽ không thay đổi. Còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là lần càn quét này, bọn chúng có 20 chiếc máy bay cùng phối hợp hành động, cất cánh từ Thái Nguyên, chỉ cần một tiếng là có thể bất cứ căn cứ nào của chúng ta. Nếu như sắp xếp theo đội hình máy bay, thì có thể công kích mục tiêu hành ném bom trên không. Chúng ta không có vũ khí thì phải làm sao? Triệu Truyền Kỳ nói gì? Sự hy sinh của Nakamura có tác động rất lớn đối với anh ta, muốn yên tình một chút. Đi đi đi. Đội phó tới Thái Nguyên, anh đã ăn canh thịt cừu chưa? Sao vậy? Sao bí xị vậy? Mặt sắp dài ra như cái bô rồi. Sao bây giờ cậu lanh lợi vậy? Rất ra dáng quân Bắc Lộ. Tiểu đội trưởng đi tập hợp. Biết rồi. Được làm tiểu đội trưởng rồi à? Em biết ngay anh sẽ vui vẻ mà. Vui cái gì mà vui? Cậu không biết khả năng bản thân mình thế nào, có thể làm tiểu đội trưởng không? Sao em không thể làm một tiểu đội trưởng được chứ? Lý Dung Nội người ta còn làm được đại đội trưởng. Được rồi, em đi tập hợp, buổi tối sẽ quay về nói chuyện với anh. Lắm trò, đi đi. Có nói xem Triệu có chỗ nào giống Bắc Lộ quân chứ? Tôi cảm thấy cô nên suy xét sắp xếp cho anh ta. Lần đi Thái Nguyên hành động này, quan hệ hai người không dịu mà lại căng thẳng hơn. Bí thư Đường đúng là tôi có ý kiến với Triệu Truyền Kỳ. Nhưng mà lời tôi vừa nói hoàn toàn xuất phát từ góc độ công, không hề xuất phát từ ý nghĩa cá nhân. Trạm liên lạc bất ngờ bị giật phá hủy. Bọn chúng cũng đã biết sẽ có người từ trong núi vào thành Thái Nguyên nhận tình báo. Hai người có thể thoát ra khỏi thành Thái Nguyên. Bí thư Đường, cô đang khen Triệu Truyền Kỳ à? Cô nói xem, tôi cảm thấy cô luôn bênh vực anh ta. Đúng, tôi không chỉ bênh vực Triệu Truyền Kỳ, mà còn bênh vực mỗi một chiến sĩ ở huyện ủy. Chị cả à? Đã rất lâu rồi cô không gọi tôi như vậy. Được rồi, cô đi đi, gọi Triệu Truyền Kỳ tới. Vâng.
Sao cậu còn chưa cút đi? Anh nói cái gì? Đừng hiểu lầm, tôi còn tưởng là Tôn Nhị Oa. Thằng nhóc này làm tiểu đội trưởng quèn, có cái gì mà khoe khoang chứ? Bí thư Đường kêu anh qua đó một chuyến, có chuyện gì? Sắp xếp công việc cho anh. Có thể tiết lộ một chút không? Rốt cuộc là sắp xếp cho tôi làm gì? Bí thư Đường nghe tôi báo cáo xong thì anh nói xem cô ấy sẽ nghĩ gì. Hiểu rồi. Anh không hiểu. Đám giặc đáng chết này không có lương tâm. Lúc quan trọng anh ta liền vứt tôi ra ngoài, tính để tôi chết thay, đỡ đạn thay cho anh ta. Cũng may còn mạng lớn, cũng thoát được thôi. Đại đội trưởng à, anh không nên nói như vậy. Anh kêu tôi hay là anh đi làm việc cho Ono? Nếu nói mạng lớn, tôi cảm thấy mạng của anh mới lớn đó. Cậu xem cậu kìa. Tôi biết ngay làm việc tốt không được báo đáp. Tại sao tôi lại để cho cậu tới chỗ của đại nhân làm tốt việc? Có lợi không phải là cậu à? Tôi đây là muốn cậu thăng quan tiến chức. Nhưng mà đúng là lần này cậu gặp phải ấm ức. Đây đâu chỉ là chịu ấm ức. Muốn lấy mạng tôi thì có. Được rồi, được rồi. Bí thư Đường, ngồi đi. Không không. Bí thư Đường, tôi biết tôi đã vi phạm kỷ luật. Tôi tới là để chờ cô xử lý. Nói xem cậu đã phạm sai lầm gì. Nói năng không suy nghĩ. Còn không phải vì cậu nghèo à? Lần sau cậu mà giàu có, tôi luôn còn được. Bí thư Đường, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Uống lưỡi bảy lần trước khi nói. Nếu tôi mà không nhịn được nói lời bậy thì tôi sẽ tự vả vào miệng mình. Vậy tôi phải xem hành động thực tế của cậu. Vâng. Hành động ở Thái Nguyên cậu thấy sao? Tôi không hiểu được. Anh ta mặc quân trang của giặc, rõ ràng là một tên giặc, sao lại giúp chúng ta chứ? Tôi vẫn nên kể cho cậu nghe từ đầu. Nakamura là tay trong sau khi tôi rời khỏi Thái Nguyên. Cái chết anh trai của cậu ta khiến cậu ta nhận rõ chân tướng. Tới lúc này tôi mới hiểu rõ. Thật ra Nakamura cũng là người Trung Quốc. Từ nhỏ đã cùng với anh trai, đã bị quân giặc đưa tới Nhật Bản. Bọn giặc giấu thân phận của hai người họ, huấn luyện họ thành binh sĩ xâm lược Trung Quốc. Những lời bí thư Đường dường như khiến tôi hiểu ra. Kẻ địch quân bắt lộ chúng tôi là chủ nghĩa Trung Quốc Nhật Bản. Bọn chúng mới là... Nếu cậu muốn hiểu rõ những lời tôi thì phải đọc nhiều sách, biết nhiều chữ. Cậu đã hứa với cán bộ Lý, sau khi khóa học kết thúc mỗi ngày cậu đều phải học thêm. Tôi đảm bảo sẽ làm được. Tiếp theo sẽ nói tới sắp xếp cho cậu. Không cần nói nữa. Bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình ngay cả làm một chiến sĩ bát lộ cũng không đủ tiêu chuẩn. Bí thư à, cô hãy để tôi về doanh trại đi. Tới tiểu đội của Nhị Oa làm một chiến sĩ bình thường. Tôi không làm nhân viên thông tin nữa. Cậu vốn đã biết 180 chữ, sau khi tham gia khóa học biết thêm 100 chữ nữa. Ở trong đại đội cũng coi như là một tú tài. Cậu tới đại đội làm nhân viên thông tin, có gì mà không phù hợp? Cô hãy cho tôi tới tiểu đội của Nhị Oa đi. Bí thư à, xem như tôi cầu xin cô. Được rồi, cậu đừng giấu giếm. Tâm tư trong lòng cậu tôi, cậu sợ gặp phải Mã Ngọc Sinh. Mã Ngọc Sinh bây giờ là chỉ đạo viên chứ? Đúng. Cậu càng muốn trốn tránh Mã Ngọc Sinh, tôi càng để cho cậu gặp mặt. Bây giờ tôi tuyên bố, huyện ủy trung tâm Đông Phần quyết định đồng chí Triệu Truyền Kỳ sẽ đảm nhiệm chức tiểu đoàn phó kim đại đội trưởng đại đội 2. Cái gì? Không nghe rõ à? Được, tôi nói lại. Bổ nhiệm đồng chí Triệu Truyền Kỳ đảm nhiệm chức tiểu đoàn phó kim đại đội trưởng đại đội 2. Bí thư Đường, chị Đường, Triệu Truyền Kỳ tôi trước đây đánh giặc, sau này cũng sẽ đánh như vậy. Nhưng mà tôi hứa tuyệt đối không vi phạm kỷ luật. Mong là cậu nói được làm được. Cậu đi đi. Vâng. Tôi đi nha.
Triệu Truyền Kỳ này cứ như một đứa trẻ. Tìm tôi có chuyện gì? Nhân viên đóng giữ ở huyện ủy, cô xem đi. Bây giờ tuyên bố và lệnh bổ nhiệm do huyện ủy trung tâm nghiên cứu quyết định bổ nhiệm đồng chí Triệu Truyền Kỳ đảm nhiệm chức tiểu đoàn phó kiêm đại đội trưởng đại đội 2, miễn nhiệm chức đại đội trưởng tạm thời của đồng chí Lý Húc Đông, đổi thành đại đội phó đại đội 2. Tuyên bố xong, tiếp theo mời tiểu đoàn phó Triệu Truyền Kỳ phát biểu. Con người tôi không làm nổi đại biểu, cho tôi ngồi nói lung tung còn được. Chứ kêu tôi phát biểu, tôi thật sự không biết nói gì. Dù sao thì cũng là câu bí thư Đường đã tín nhiệm tôi. Tôi nhất định sẽ làm tốt, sẽ không vi phạm kỷ luật. Chỉ đạo viên, tôi muốn phát biểu. Cậu nói đi. Đồng chí Triệu Truyền Kỳ là thủ trưởng của tiểu đoàn, đồng thời kiêm đại đội trưởng đại đội 2, vừa là cấp trên của tôi lại là cộng sự của tôi. Ở đây tôi có một vài ý kiến. Thứ nhất là do tổ chức tín nhiệm anh ấy. Bí thư Đường chỉ là đại diện cho tổ chức. Tôi cho rằng vì sự tín nhiệm của ai đó mà làm tốt không phải phạm kỷ luật, lời này không thỏa đáng. Thứ hai là thủ trưởng của tiểu đoàn mà tự định vị mình là không vi phạm kỷ luật, tôi cảm thấy đây là nối lỏng kỷ luật cho bản thân. Thứ ba, tiểu đoàn phó phải tăng cường học tập, học cách làm sao để phát biểu những nơi chính thức, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Tôi đã nói xong. Nếu như có gì không thỏa đáng xin tiểu đoàn phó chỉ ra. Tiểu đoàn phó Triệu, ý kiến của chỉ đạo viên Mã cậu có thể chấp nhận không? Chấp nhận. Còn ai muốn phát biểu gì không? Được, tan họp. Tôi nói này, vừa rồi cậu cũng thấy, thằng chó Mã học sinh kia nói sao rồi chứ? Đồng chí Triệu Truyền Kỳ là thủ trưởng tiểu đoàn, là kiêm nhiệm chức đại đội trưởng đại đội, là có ý gì? Cứ như đại đội 2 là nhà của họ, đổi thành họ Mã rồi chắc. Tiểu đoàn phó Mã học sinh bây giờ là chỉ đạo viên, nếu như dễ các chiến sĩ nghe thấy anh gọi là thằng chó, một sẽ ảnh hưởng không tốt, hai sẽ có thể gây hiểu lầm. Được rồi, được rồi, được, tôi nghe lời cậu. Vậy là được chứ gì, nhưng mà cậu cũng thấy, hôm nay tôi vừa mới nhậm chức. Tục ngữ nói rất hay, quan mới nhậm chức phải có chính sách. Tôi đây còn chưa đưa ra chính sách gì mới, anh ta thì hay rồi, chẳng thèm để mặt chỉ thăm mặt tôi, quở trách một trận. Tôi không hiểu nổi, làm gì chứ anh ta dựa vào cái gì? Bây giờ anh là thủ trưởng của tiểu đoàn, anh phải khoan dung độ lượng một chút. Tôi cảm thấy hôm nay Mã học sinh làm như vậy nhưng mà cũng hợp lý mà. Đồng chí cách mạng có ý kiến thì phải nói ngay trước mặt, không được ngấm ngầm sau lưng. Nói thẳng trước mặt là ý gì chứ? Đương nhiên rồi. Nhưng mà không thể công kích cá nhân. Nhưng mà lời nói toàn không thể toàn. Không phải chứ tôi công kích cá nhân hồi nào? Tôi còn ghen ghét đại đội trưởng Lý. Chỉ đạo viên kêu anh qua họp. Bây giờ tôi là đại đội phó, đây là tiểu đoàn phó trung đại đội trưởng của chúng ta. Tiểu đoàn phó tôi đi họp. Tiểu đoàn phó, cậu cười cái gì chứ? Bây giờ tôi đã là tiểu đoàn phó sao đây? Chỉ đạo viên kêu bọn họ đi họp cái gì? Em cũng không biết. Vậy cậu biết cái gì? Họp ở đâu chắc cậu biết chứ? Chắc là ban chỉ huy đại đội. Tiểu đoàn phó Triệu, cán sự Lý cô làm gì vậy? Chào khi cấp dưới gặp cấp trên là kỷ luật. Xem cô nói kìa, bây giờ tôi vẫn là học sinh của cô. Khóa học đã kết thúc. Chào tiểu đoàn phó. Cán sự Lý, xin dừng bước. Cô nhìn tôi đi, bây giờ tôi làm tiểu đoàn phó cái gì cũng không biết. Tuy là khóa học đã kết thúc, nhưng mà trong lòng tôi vẫn coi cô là thầy. Tôi đảm bảo với cô, mỗi ngày sẽ học thêm một chữ. Nếu như tôi nói dối, cứ lấy chổi lông gà đánh tôi đi. Anh muốn hỏi tôi cái gì?
Cũng không có gì, tôi là tiểu đoàn phó của tiểu đoàn độc lập. Đúng. Đồng thời tôi còn kiêm đại đội trưởng đại đội 2. Đúng. Vậy tôi hiểu là chức tiểu đoàn phó này hỗ trợ tiểu đoàn trưởng trong công việc. Nhưng mà công việc chủ yếu vẫn là ở đại đội 2, có phải không? Không phải anh đã rất hiểu rồi à? Vậy tôi muốn hỏi cô, mọi chuyện lớn nhỏ trong đại đội 2 có phải tôi đều nên biết không? Không phải anh nên được biết, mà là mọi chuyện lớn nhỏ anh cần phải biết. Anh là đại đội trưởng, tất cả mọi chuyện đều do anh gánh vác, đã rõ chưa? Rõ rồi. Mọi chuyện lớn nhỏ đều do mình nắm. Được lắm, Mã Ngọc Sinh lén lút tôi mở họp à? Ông đây phải nói lý lẽ. Triệu Truyền Kỳ đã đảm nhiệm chức vụ trong tiểu đoàn, trên vai còn gánh thêm đại đội 2. Bí thư Đường đúng là có lòng mà. Lão Mã, anh nghĩ quá nhiều. Bí thư Đường sắp xếp như vậy, chỉ đạo viên là anh nghĩ nhiều thôi. Bây giờ tôi là người của đảng, tôi biết như thế nào có lợi hơn cho sự nghiệp cách mạng. Tôi biết rõ phân lượng của bản thân. Chức tiểu đoàn trưởng này tôi làm hơi quá sức. Tôi thật lòng mong Triệu Truyền Kỳ mau chóng trưởng thành lên. Đây là lời thật lòng. Không cần nói nữa, đồng chí tốt. Báo cáo. Chỉ đạo viên Mã, tiểu đoàn 22 cán sự của huyện ủy Đông Phần đi theo hành động với tiểu đoàn tới tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ đạo viên chuyện công việc, anh nói chuyện với cán sự Lý đi. Tôi tới đại đội một chuyến. Tôi với tiểu đoàn trưởng Mã đang bàn, 22 người các cô sẽ xếp vào tiểu đội súng ngắn của tiểu đoàn độc lập. Cô đảm nhiệm chức vị chỉ đạo viên tạm thời. Vâng, 3 giờ chiều mai chúng tôi tới sẽ đội súng. Còn chuyện gì nữa không? Tôi vẫn luôn muốn. Nhưng mà có gì cứ nói thẳng. Tôi vẫn luôn muốn hỏi Triệu Truyền Kỳ lấy lại di vật của Tiêu Trúc, nhưng mà vẫn chưa nói rõ. Tôi là chị gái của Tiêu Trúc. Tôi và Triệu Truyền Kỳ cũng tiếp xúc với nhau một thời gian, nhưng đối với anh ta, tôi thật sự không hiểu được sao Tiêu Trúc lại thích một người giống như anh ta chứ. Đóng cửa rồi, bây giờ cô là chị của Tiêu Trúc. Tôi là Lưu Hoàng Thạch. Tôi chỉ đại diện cho bản thân tôi. Cô cũng biết tôi rất thích Tiêu Trúc. Tôi cũng không hiểu được sao Tiêu Trúc lại có thể yêu Triệu Truyền Kỳ. Anh nói là yêu, từ này quá lớn. Triệu Truyền Kỳ gánh không nổi. Tiêu Trúc đã cứu Triệu Truyền Kỳ mà hy sinh. Cái người chưa bao giờ phục tùng mệnh lệnh kia, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu ấy. Đợi sau khi đánh đuổi xong bọn quỷ, tôi sẽ đánh cậu ta một trận. Đây là chuyện giữa đàn ông các anh. Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp tôi lấy lại di vật của Tiêu Trúc. Lý do anh tự bịa. Chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên, không xong rồi, anh mau đi xài. Đội trưởng và chỉ đạo viên lại cãi nhau. Tiểu đoàn phó chúng tôi đang họp, mời anh ra ngoài cho. Chỉ đạo viên Mã, anh nói chuyện có lý một chút đi. Tôi hỏi anh, đây có phải là ban chỉ huy đại đội 2 hay? Nhưng mà cuộc họp ngày hôm nay anh không có tư cách tham gia. Nếu bây giờ anh đi ra ngoài, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Được, nếu như anh đã coi tôi là đại đội trưởng của đại đội 2, cũng nói là ban chỉ huy, vậy tôi nói cho anh, chỗ này do tôi dẫn đầu. Tôi muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm. Ngu nói lắm. Kéo cho tôi cái ghế.
Tôi nói lại lần nữa, tiểu đoàn phó Triệu mời anh ra ngoài. Tiểu đoàn phó chúng tôi mở cuộc họp. Anh có thể tránh ra câm miệng được cười. Còn tránh đi tôi tránh đi đâu chứ? Tôi quay về trong bụng mẹ cậu vừa lòng chưa? Tôi đã là đại đội trưởng của đại đội 2 thì tất cả mọi trọng trách trong đại đội đều phải do tôi gánh vác. Tôi hỏi anh, sao lại giấu tôi mở cuộc họp? Triệu Truyền Kỳ anh bây giờ là tiểu đoàn phó, nói lời sạch sẽ một chút, đừng có mở miệng ra toàn nói lời bẩn thỉu. Mã Ngọc Sinh anh giấu tôi mở cuộc họp, còn nói tới chuyện bẩn thỉu này kia à? Đừng cứ suốt ngày nói bản thân mình tốt, còn người khác thì không bằng loài cầm thú thêu túi gấm cho mình làm áo tang cho người khác. Mọi người ra ngoài trước. Không có lời của tôi xem ai dám đi. Tôi xem ai dám đi. Tôi xem ai dám đi. Tôi xem